Trước hết thì Giang Châu xin kính chào quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khán giả có mặt hôm nay cũng như đang theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ. Lời chào kính trọng và thân mến nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay Giang Châu sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui được mang tên Kép Hát Được Làm Vua, trích trong kịch bản Quân Dương và Thiếp của tác giả Diễn Châu. Kính thưa quý vị, bởi kép hát mà làm vua trên sân khấu là chuyện thường, còn cái này kép hát mà được làm vua thật. À, ngày xưa đó, ngày xưa cái thuở Giang Châu còn đi gánh hát. Tại sao gọi là gánh hát? Và bởi vì gánh hát nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ đến cái mức mà nhiều khi đào kép chánh bầu bì, nghĩa là bán vé gác cửa đồ hội rồi đờn trống rồi khoảng chừng trên dưới 20 người gì đó. Cảnh trí thì làm toàn là bằng vải không à. Cho nên bữa chót đó dồn quần áo cảnh trí rồi vô thúng, vô bao, rồi để vô cái giống, thọt cái đòn gánh vô gánh. Nó từ cái đình này dọn đến cái chợ nọ, kẻ thì gánh đi trước, người đi bộ theo sau, kẻ xách người bưng. Cho nên bà con gọi là gánh hát. Sau này cái làm ăn khá giả, cái thấy cái bộ đồ đạc nhiều quá rồi, bây giờ cái là nghĩ cái sáng kiến là mua chiếc ghe. Đó. Cái rồi bữa chót dọn từ cái bến này tới bến nọ đó, đào kép cái xuống ghe dồn cái đó, cái chèo chống tới bến này bến nọ. Cho nên bà con gọi là ghe hát. Đó. Rồi cái làm ăn khá giả, cái mua được xe lên bờ, mua xe hàng là chở cảnh nè, xe ca chở nghệ sĩ nè, rồi ngôi sao là đào kép chính, đi xe quy kỳ, xe du lịch. Mỗi lần dọn từ cái rạp này đến cái rạp nọ đi chừng 5-7 chiếc, một dọc một đoàn, cho nên gọi là đoàn hát. Sau khi đất nước hòa bình rồi, nghĩa là từ cái đoàn hát được chuyển lên là nhà hát. Biết đâu vài năm nữa cái mình làm ăn phát đạt, từ cái nhà hát mình chuyển lên là villa hát. Rồi sau cái làm ăn villa hát, làm ăn phát đạt, cái từ cái villa chuyển lên là lâu đài hát. Lâu đài hát toàn là nghệ sĩ quý tộc không à, hát cho vua coi. Dạ, xin trở lại là hồi lúc đi gánh hát. Gánh hát thì chỉ hát đình hát chợ thôi, mà hát á thì có bữa đó thì hát một bữa, nghỉ 4-5 bữa, nhất là cái tháng mưa. Rồi không có tiền uống cà phê, kẹt quá cái bữa đó tôi mới lén chùm cái áo của ông bầu, cái áo mà gọi là long bào đó, để khi nào ai làm vua mặc. Cái tôi đem ra quán cái tôi cầm đang uống cà phê. Nhưng mà cầm chưa có được, tự nhiên gặp ông vua thiệt. Ông giả dạng đi di hành. Ông thấy mà mình có dịp cũng biết mặt ông rồi, ông hỏi nhà ngươi là ai? Tại sao có áo long bào? Dạ vương tâu bệ hạ, dạ thần là kép hát. Ông nói kép hát tên gì? Dạ vương tâu bệ hạ, thần tên là Trần Như Nhộng. Ông nói trời đất ơi, kép hát thì tên xấu vậy? Ta đi hát ai cũng lựa tên đẹp, tại sao ngươi tên xấu vậy? Dạ không có, cái đó là tên cúng côn, xấu hái, cho nên cha mẹ khó nuôi nên đặt Trần Như Nhộng. Còn thần đi hát, thần lựa tên đẹp lắm chứ. Các em hỏi tên gì mà đẹp? Nói dạ vâng tao bị hạ, thần đi hát cái trước đây cái thần khoái Minh Dương, thần để là kép hương Minh Dương. Mà hát hoài sao không nổi tiếng? Sau đó cái nghe Thanh Tuấn nổi quá, cái để là mến Thanh Tuấn. Mà Thanh Tuấn thì nổi như cồn, của mình thì chìm như đá. Sau đó cái mua con gà nhờ ông thầy cúng tổ sửa lại cái tên là Dương Chí Hảo. Tên này ăn khách bốn phương nha. Cái ông Dương nói thấy nhà ngươi đi hát cực quá, bây giờ cho nhà ngươi làm vua, nhà ngươi chịu không? Dạ vâng tâu bệ hạ, và thần chỉ làm vua trên sân khấu thôi, chứ còn làm vua thiệt thần đâu có dám. Ông nói đi, ta truyền chỉ cho ngươi làm đi, vài ba bữa cho tao biết ý kiến. Mới làm con bữa, qua ngày sau gặp ông nữa, ông hỏi Dương Chi Hạo, nhà ngươi làm vua một ngày nhà ngươi thấy thế nào? Dạ muôn tâu bệ hạ, không ấy bệ hạ cho thần dân trăm họ bá quan văn võ mỗi người làm vua một bữa đi bệ hạ, cho người ta biết. Cho thần làm vua một ngày giống y như là ở tù một tháng. Ăn không dám ăn, chỉ nhai sơ sơ rồi nuốt. Ngủ không dám ngủ, nhắm mắt rồi để đó. Chưa có muốn ăn nó cũng ép ăn, chưa có buồn ngủ nó cũng kêu đi ngủ. Bị bó buộc trong thiền phức lễ nghi, bị giam giữ tự do trong khuôn vàng thước ngọc. Bệ hạ ơi, thần chỉ là một anh kép hát, nếu có được làm vua thì đó cũng chỉ là vua giả thôi.
chứ làm sao mà là vua thật được. Vậy xin bệ hạ cho thần trở về nghề xưa nghiệp cũ, bởi thần chỉ quen làm vui cho thiên hạ chứ không quen nắm giữ một sáng hà. Bởi trong người thần có chút máu vui vui nên nhận đóng vai hề. Xin bệ hạ hãy thương tình cho kép hát, thần đã nhớ lắm rồi tiếng nhạc lời ca. Ngủ chợ ngủ đình bữa đói bữa no, buồn thật nhiều khi nhìn thấy đêm mưa, mà cũng rất là vui khi nhìn trời đầy sao sáng. Gạo chợ nước sông quen cuộc đời phiêu lãng, gạt gọi ngoài tai câu canh tướng công hầu. Nghe Khanh kể mà đắm rời bỏ cung vàng điện ngọc, để đi theo Khanh mà sống kiếp bồng bềnh. Không được đâu bệ hạ ơi, coi vậy chứ đi hát nó cực lắm à. Ham vui theo chịu không nổi, dài ba bữa bỏ trốn rồi mang tiếng, tụi nó chọc quê dữ lắm. Bệ hạ ơi, người đang sống trong cung vàng điện ngọc thì đừng ước mơ chi một cuộc sống phiêu bồng. Bởi kiếp cầm ca là nghiệp của con tầm, mới cười đó lại liềm khóc đó, mới đánh lộn ở trong hậu trường ra sân khấu lại ôm nhau. Kéo tơ vàng trả nợ dấu xanh, sông bằng mộng để đánh lừa thực tế. Mới ngất ngưỡng trên ngôi cao chính bệ, vừa kéo màn nhung đa thành kẻ giang hồ. Đó, thần đã kể hết rồi nỗi khổ của nghiệp sướng ca. Chắc là bệ hạ không còn ham muốn nữa. Nghề nào nó cũng có cái khổ của nghề đó. Bộ Khánh tưởng làm vua đây rồi sướng lắm sao? Dân nó có cái khổ của dân, quan nó có cái khổ của quan, còn vua, vua nó cũng có cái khổ của vua nữa chứ. Dương Chi Hạo, Dương Chi Hạo ơi, đây là chiếc long bào của Khanh trong đoàn hát, mà thiên hạ đâu có cần tìm hiểu giả chân. Hãy thấy ai cầm long bào tưởng đó là đứng quân vương, rủ nhau nhắm mắt cúi đầu mà tung hô vạn tuế. Trong khi đó ta là thiên tử, mà ta còn quên ta thì đừng trách chi người. Long bào này Khanh hãy nhường lại cho ta, để khi nào cần ta khoác lên mình ngọc. Vậy Khanh đóng thay ta lớp tuồng sao chót, vì đã đến hồi kết cuộc rồi đây. Một lần nữa Trân Châu xin thành thật cảm ơn những tràng pháo tay cũng như những